Hello Thái Trinh, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Hôm nay thì Thái với Trinh sẽ tiếp tục đi câu cá rô nha mọi người. Cái điểm này lúc trước Thái với Trinh có câu mấy lần luôn mọi người. Cái đường này mình chạy ra ngoài kia là mình sẽ gặp cái cầu kính sáng nha mọi người. Con kính này là kêu cái đường 307 chạy vô nha mọi người. Vẫn là những cây câu quen thuộc của Thái Trinh nha. Đó, Trinh hiện tại bây giờ đang soạn cần câu nha. Còn này mồi câu nè mọi người. Hôm nay thì Thái với Trinh sẽ câu mồi cắm tanh nha. Cái loại cám này thì mình có thể vừa xả mà vừa câu luôn nha. Rồi ok, bây giờ Thái với Trinh sẽ di chuyển xuống dưới cái góc gáo đó nha mọi người. Phải móc lỗ luôn, mình cũng phải móc lỗ sơ sơ chứ. Đó, cái này là Thái mua cắm tanh. Cái này lấy mình vừa trộn vừa câu luôn mọi người. Ở trên mắt ốc kìa. Ở trong này lúc này cũng có ốc bự hết trơn. Em trước nè. Trời ơi, hớ hồ cái chốt. Trời ơi, trời cái chốt nó bự như vậy á. Thằng mẹ. Trời ơi, cái chốt nó mập mọi người. Coi nè mọi người. Trời ơi, béo. Uống nu luôn. Ok. Hết nè, hết nè. Để hết nè. Có rồi kìa. Xuống nè. Trời ơi, trời ơi, nữa hả? Rồi. 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 Chắc nó rỉa của anh với em là con này quá. Ở dưới cái chút vậy em. Đáng gì trời. Sập lồng luôn. Nãy chưa cầm cái gì đúng không? Chứt. Trời trời trời, nữa hả? Rồi cái chốt thì con nào cũng em lụ không em? Đúng rồi. Chính cái chốt mọi người ạ. Thằng không dính con nào luôn á. Hồi đó em câu có được đâu. Rồi xin dính. Cái này cũng nhìn cái ghê quá, anh tưởng cá mử luôn á. Nó ghê, em giật em cũng hết hồn nha. Nữa hả? Thì quái em. Tiếp tục dính cái trâu đó mọi người, lộn dính cái chốt đó mọi người. Chốt đó nè mọi người. Con câu pha đó ngoài đi câu cho nó. Rồi ơi. Đó, giật. Mày, trời ơi, trời cá mày dính. Cá mày dính trời mọi người ơi, nãy giờ từ sớm thì chính được có con cá mà dinh duy nhất luôn mọi người. Ôi con nó bắt mày. Ôi cái chốt em ơi, cái chốt sọc, cái chốt sọc mình ghi luôn nha mọi người. Cái
chuối đó. Rồi rồi rồi. Cái. Ủa vậy? Cái chuối gì vậy? Rồi sao em quay? Cháy rồi. Ừ. Ôi. Thánh thần à. Nó dính cái mỏ con cá mọi người. Thánh thần à. Đem cái mỏ gì làm cái gì? Cái mỏ này hơi bự luôn em ơi. Mỏ rồi. Ừ. Mớ kéo mọi người, mà cá này chắc thấy nghĩ cá nhỏ. Ghê, nó ăn mọi người, nó ghẻ chứ không vậy. Ơi. Ôi ơi em ơi. Cá chốt nè. Mọi người ơi, cái này vô một cá chốt thôi mọi người, cái chốt giấy nè mọi người. Thật biết như cái lăng luôn á trời. Nè, ăn lại đi. Ui. Rồi em ơi. Đó nè. Ừ. Có bảy luôn hả? Lấy con dế cho anh luôn. Đây khó đi lắm. Em bắt con dế em bỏ vô cái thao ấy của em đi, rồi em đưa cái bọc cho anh. Tiếp tục là làm chốt mọi người ơi. Chốt này là chốt sọc. Nè mọi người. Không dính đi. Cái chốt đó nha mọi người. Mình biết lắm mà. Cái chốt nó mới ăn nó bị gì đó. Ồ ô cái chốt nó mập. Tiếp tục điểm này nữa nha mọi người. Trời đất ơi. Hay dặn cục đất xuống. Dặn thì ăn, ăn thì ăn. Dính nữa nè. Trời ơi, dính liên tục luôn, thấy ham quá mọi người. Dính con cá chốt đây nè. Trời đất ơi, nó bự. Trời ơi, nó mập. Quá đã luôn. Tiếp tục nè mọi người. Đó. Ăn đi mấy đứa. Trời, ăn gì ngộ vậy. Không dính đi. Ý. Cá chốt tiếp nha mọi người. Đó, đã chưa? Tiếp tục nha mọi người. Không dính đi. Chốt nè mọi người. Trời ơi, đã hay chưa mọi người. Quá trời dính luôn á. Đó. Có đâu nãy giờ dính cá rô nữa, rồi cá chốt, rồi cá mè, đủ thứ chưa. Tiếp tục nữa lại là em thấy nha mọi người.
nuôi cá ụt bự lắm. Đó. Trời ơi, cũng là cá chốt nữa. Rồi, thôi để điểm khác luôn nha mọi người. Điểm tiếp theo nha mọi người. Điểm này lúc trước mình cũng có câu rồi một lần. Trời, mới thả xuống trên tim mọi người. Đó. Mới thả xuống lên tim mà thấy rồi mọi người. Vô mánh rồi. Mọi người. Ôi nó mập nè. Ngon lành nha. Con đầu tiên nha, điểm mới nha. Hello mọi người nghe. Hiện tại thì bây giờ tối rồi mọi người ơi. Thái với Trinh quay thành quả cho mọi người xem nha. Bữa nay câu hơi trễ. Hồi chiều này thấy với Trinh ra hơi trễ mọi người, cho nên câu được có một mớ à. Mà hình như là còn là Trinh câu không luôn á. Mọi người, bữa nay dính đang hỏi cái chốt. Bữa nay toàn là dính cái chốt không mọi người. Đó. Ôi ôi. Cái chốt hơi bị nhiều luôn mọi người. Hết quá trời cá chốt luôn. Chín toàn là cá chốt luôn. Được con cá rô, hai con cá mè dinh. Ngô cá chốt này mà kho tiêu hen. Này anh em gì mà kho tiêu ăn là nhức nách luôn mọi người. Gheo luộc cái nữa. Rồi ok, Thái với Trinh hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Thái Trinh nhớ like, đăng ký kênh nha mọi người.